Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật hai cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tại quyết định số 1347 trên QĐ-TTC, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đồng do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1001 ngày 5 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư. Tại quyết định số 1348 trên QĐ-TTC, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Đức Long do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1000 ngày 5 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Đồng và ông Nguyễn Đức Long.